BTS bị phân biệt chủng tộc, châm biếm là ho ra virus ngay trên sóng truyền hình trời Tây. Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sáng ngày 4 tháng 4 giờ Việt Nam tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, Mỹ đã khép lại, nhưng chắc hẳn một số màn trình diễn ấn tượng nhất trên sân khấu Grammy còn đọng lại với người yêu âm nhạc trên thế giới. Cùng ngày, chương trình tin tức The Project của Australia lại đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng người hâm mộ BTS vì cáo buộc cố tình phân biệt chủng tộc nhóm, kỳ thị người châu Á. Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội chính thức, The Project chia sẻ một số video ghi lại khoảnh khắc nổi bật của BTS tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64. Tuy nhiên, khán giả cho rằng The Project cố tình mô tả BTS theo hướng gắn liền hình ảnh nhóm với đại dịch COVID-19. Tâm điểm chú ý đến từ K-pop, BTS đã làm rung chuyển sân khấu, vượt qua trận chiến gần đây của họ với COVID-19. Chương trình mô tả, đặc biệt The Project cắt ghép chỉnh sửa một đoạn video của nam ca sĩ V thành hình ảnh anh ho ra những con virus nhỏ đi kèm là hiệu ứng âm thanh khi ho. Thực tế ở video gốc, nam ca sĩ đang bắt chước thay đoạn chơi saxophone trong màn biểu diễn của Justin Bieber. Sau khi đoạn video được chia sẻ, người hâm mộ BTS lập tức bày tỏ sự tức giận. Nhiều khán giả khẳng định đây là hành vi phân biệt chủng tộc trắng trợn, gia tăng sự thù ghét nhắm vào người châu Á. Đối với nhiều người hâm mộ, hành động của The Project dường như đang tiếp tay cho làn sóng kỳ thị người châu Á, ngầm khẳng định định kiến COVID-19 xuất phát từ các nước châu Á. Ngoài ra, xét tới mức độ nghiêm trọng của đại dịch trên toàn cầu, khán giả chỉ trích chương trình đã có quyết định nhạt nhẽo và thiếu tế nhị. Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ BTS cảm thấy lo ngại về việc hình ảnh của nhóm bị gắn liền với COVID-19 trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Đầu năm 2022, Jimmy Kimmel từng bị chỉ trích khi so sánh cơn sốt BTS với COVID-19 tại chương trình talk show Jimmy Kimmel Live. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64, BTS trượt giải màn trình diễn của bộ đôi nhóm nhạc pop xuất sắc. Chiến thắng ở hạng mục này thuộc về Kiss Me More của Doja Cat và SGA. Trong buổi phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc chương trình trao giải, BTS gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Tuy nhiên, Jimin bày tỏ sự tiếc nuối khi họ không giành được chiến thắng. Cảm ơn Ami, chúng tôi sẽ cố gắng lần sau. Thật tồi tệ khi chúng tôi không thể chiến thắng, nhưng đơn giản là chúng tôi có những giây phút ý nghĩa bên nhau. Jimin tâm sự, Jungkook đồng tình rằng các thành viên đã có kinh nghiệm đáng quý. Vì tiếp lời, chúng tôi cũng đã có màn trình diễn tuyệt vời và đây là động lực cho cả nhóm. Suga cho rằng các thành viên không buồn bã về việc trượt giải Grammy. Theo nam rapper, những gì BTS làm được thật tuyệt vời. Tuy nhiên, Suga thừa nhận anh buồn vì không thể chiến thắng giải thưởng. Sự thật là tôi không quá hài lòng về kết quả. Tôi nghĩ thật tốt nếu có thể chia sẻ thành thật. Hôm nay tôi buồn nhưng sẽ ổn vào ngày mai. Hôm nay chúng ta có những cảm xúc riêng. Và sau đó vào ngày mai chúng tôi cảm thấy tốt hơn và lập tức trở lại. Suga tâm sự. Trưởng nhóm AM chia sẻ thêm, nghiêm túc mà nói chúng tôi không có bất kỳ hối tiếc nào. Chúng tôi đã cố gắng và cống hiến cho Grammy mọi thứ. Chúng tôi đã có thời gian tốt đẹp. Chắc chắn chúng tôi cảm thấy bối rối về một số điều, nhưng quan trọng là chúng tôi đưa đến màn trình diễn tuyệt vời. Năm nay, BTS được đề cử Grammy nhờ ca khúc Butter. Bài hát được phát hành vào tháng 5 năm 2021 và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tổng cộng 10 tuần, trở thành bài hát giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng vào năm 2021. Butter cũng giúp BTS được ghi nhận là nghệ sĩ châu Á nhiều lần đạt vị trí quán quân nhất trong lịch sử của Billboard. Do đó, theo Korea Time, BTS không chiến thắng, nhưng đó không phải là thất bại của nhóm.